Audio Jungle. Audio Jungle. Hi, xin chào các bạn khán giả. Đây là buổi phỏng vấn trực tiếp để hỏi về suy nghĩ của những học viên đang đi học lớp kinh tế nhất của Bình Ninh. Chúng ta hãy cùng để xem những học viên này đã trải qua 2 ngày sẽ có những cảm nhận gì nhé. Con xin chào anh. Chào anh. Anh có thể nào giới thiệu một chút về bản thân của mình được không? Thì mình là Thái, mình đang công tác tại ngân hàng SCB, ngân hàng của mình ở Sài Gòn. Thì mình tham gia cái lớp này là cũng tìm hiểu trên mạng á. Mình cũng tới cái lớp của thầy Duy. Thì mình học được cùng thầy Duy rất là nhiều và nó đúng ra là bộ ra. Và 2 ngày sau khi đã được trải qua những cơ hội học tập và trải nghiệm khác nhau và có một số trải nghiệm khác thật sự là thú vị, như bước chân lính trai thì anh đã có những suy nghĩ từ 2 ngày của chúng ta. Thì cái lính trai thì nó thực ra là mình đi tới 2 lần rồi, đi cảm giác nó đầu nó sợ sệt nhưng mà càng đi nó càng thì giống như mình kinh doanh vậy, thì mình phải trải nghiệm, thì mình thấy lúc đầu nó cũng hơi khó khăn nhưng mà sau này thì nó quen dần đi, cái cảm giác mình quen dần đi thì mình đã còn sợ sệt như thế này. Vâng, rất cảm ơn những chia sẻ của anh Thái. Chúng ta sẽ ngày càng thành công hơn. Cảm ơn anh. Xin chào, giám sát trường. Đến thì sẽ học qua những công tác. Nhưng mà nếu mà cái suy nghĩ kỹ hơn đi chăng nữa thì dù có làm tới bao lâu